sáng của mình đây cũng chỉ có muối và tiêu, không có gì khác, không có nước chấm gì nha bạn. Không biết ăn chi nó đã đi là cũng tốt lắm. À, bên đây ăn thì không có nước tương nha bạn, đừng có đòi hỏi nước tương nha. À, cái gì cà chua gì hay là cái xương ớt cũng không có luôn. À, có cà chua thì là nó cho ăn bánh mì với lại mấy cái đồ quỷ này nè. Nói chung là đó vậy thôi, phải thích nghi thôi chứ không thì sẽ bị đói. Hôm nay mình đang ở cái công viên Sapas Valley. Đây là một trong những cái kỳ quan ha. Cục đá ở giữa nó có một cái nón úp lên một cái trụ vậy đó, cho nên là nó đặc biệt, thành ra là nó có thu hút rất là nhiều du khách. Mà hiện tại là mình tranh thủ đi sớm khi mà cái lượng du khách còn ít. À, bây giờ là mình sẽ quay những cái cảnh giới thiệu cho các bạn xem. Sau lưng mình đó, các bạn thấy không? Là nó được tạo lên bởi những cái bào mòn bởi mưa, gió, nước, rồi những cái trầm tích của núi lửa hồi xưa cho mấy triệu năm, và nó đã hình thành lên những cái tác phẩm tuyệt tác như thế này. Nó sẽ tạo ra, và mình thì mình rất không phục. Nơi đây rất là đẹp, chụp hình sống ảo cho dành cho các anh chị phụ nữ rất là thích hợp. Và mình chỉ thuê xe vì mình không muốn đi tour, tại vì đi tour họ nó dẫn mình đi vô những cái shop mà mình không thích, cho nên là mình đã tự đi xe bus, và mình rủ thêm mấy người nữa, 5 người thì xe ra cái tiền xe bus, tiền xe taxi thì cũng tương đối không mắc lắm. Đi thật ra đi tour rẻ hơn nhiều, nhưng mà chỉ có 30 đồng thôi, nhưng mà nó bắt mình đi nhiều điểm mà mình có những điểm mình không thích đó, cho nên là mình quyết định không có đi. Trong cái Death Valley, chỗ này đây cũng là một cái điểm chụp hình lý thú ha. Nhưng mà chỗ này thì nó khá là nhỏ, cho nên là các bạn chỉ đi khoảng nửa tiếng là đủ rồi, mà mình chỉ 10 phút thôi, chụp hình thôi. Các bạn đi hay không đi cũng được, cái này là nằm trong cái chương trình cái Red Tour. Nhưng mà mình không có đi cái Red Tour, tại vì Red Tour nó không có hay bằng cái Green Tour, và mọi người hầu như mọi người không ai đi cái Red Tour này hết.
rất ít người đi ha, cho nên mình cũng không tham gia. Và mình sẽ quay một cái số cảnh ở đây cho các bạn xem. Trải nghiệm thì thuê những chiếc xe này đó. Sâu vào trong cái đá để sinh sống là ở đó, nhưng mà hầu hết thì ngày nay nó chỉ là điểm du lịch thôi, cũng có người ở nhưng mà rất ít. Chí đi hành xác à, được bạn không đi leo núi đi nè. Hello các bạn, bây giờ thì nhóm mình quyết định là đổi sang đi đường núi, nhìn tìm những cái view mới. Mình đi những cái đường này bắt đầu khám phá và mình sẽ quay những cái nhà cho các bạn xem. Thì nó cũng giống như những video trước thôi. Những cái nơi trước mình đi thôi. Đây, bắt đầu mình sẽ quay cho các bạn coi.
phòng ngủ. Vậy thôi, đây là những cái đá của dung nham núi lửa tạo thành, cho nên là đá nó mềm như vậy mình dễ cắt. Bên trong, cho nên là mình cũng không có vô coi luôn. Chấm à. Có điều kiện thì nên ghé thăm và chịu khó là đi tham quan. Hôm nay mình đã đi bộ hết gần 10 cây để đến tham quan hết cái chỗ này. Không, các bạn thì nếu các bạn mà không đủ thì các bạn có thể thuê xe máy hoặc là những chiếc xe đó để tham quan có thể khỏe hơn. Nhưng tại bọn mình thích thích đi bộ cho nó khỏe. Với lại cái ngày hôm nay cũng không kế hoạch gì hết, có được hai vợ chồng anh chị bạn cũng đi mới quen trên trong tour đó dẫn đi thì mình đi luôn. I told you so. I used to
He's having the worst night. Is this real? Oh, that's great.